Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chương trình Xoáy Tin với Mai Phi Long và Đỗ Dũng xin hân hạnh kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SPTN. Chương trình này được bắt đầu, được phát trong ngày hôm nay và chúng tôi rất là hân hạnh lần đầu tiên được đến với quý vị trong chương trình Xoáy Tin. Mà trước khi nói về những lý do tại sao chúng ta có cái chương trình này, chúng tôi xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và chào khán giả SPTN. Quý vị thấy chữ Xoáy Tin thì hôm nay là ngày 16 tháng 9. Coi như là bắt đầu của nửa sau của tháng 9 là chúng tôi bắt đầu, và chương trình là ngày nào cũng có, từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật thì không có. Lý do chúng tôi có chương trình này là theo qua cái đề nghị của anh Trúc Hồ, tổng giám đốc của đài. Anh nói rằng là trong ngày thấy tin tức cũng rất là nhiều, mà nhiều khi trong chương trình SPTN Morning hoặc các chương trình tin tức khác không có đủ thời gian để nói sâu hơn. Thành ra là anh Trúc Hồ đề nghị mở một chương trình phân tích cũng như trình bày những cái tin nào trong ngày, hoặc là có thể là một tin hoặc là hai tin mà chúng tôi không có thời gian để phân tích, tức là nói rất sâu, sâu càng sâu càng tốt, cho nên mới có cái từ là xoáy tin, là xoáy là thật sâu đó. Đó là xin giải thích quý vị cái chữ xoáy tin là như thế. Thành nhà tôi với anh Mai Phi Long thì là sẽ cố gắng mỗi ngày sẽ tìm một cái đề tài nào mà chúng tôi thấy rằng là đang hot, đang nóng, hoặc là được khán giả SPTN quan tâm, chúng tôi trình bày cùng quý vị ở cái mức độ càng sâu càng tốt trong khả năng của chúng tôi. Xin thưa quý vị như vậy. Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày với quý vị một cái bản tin rất là cảm động, mà có thể nói rằng là nó nhắc nhở chúng ta, những người đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt là tại miền Nam Việt Nam, mà cho những người như chúng ta có ngày hôm nay. Tất cả những người nào mà từng sống ở miền Nam Việt Nam thì không thể không biết cái binh chủng này, đó là binh chủng nhảy dù, một binh chủng được người Mỹ coi là binh chủng thiện chiến. Và hôm thứ Sáu vừa rồi, ngày 13 tháng 9, cựu thượng nghị sĩ Jim West, đảng Dân Chủ của tiểu bang Virginia, ông có viết một bài trên tờ báo USA Today. Ông cho biết là đã có một chuyến bay của quân đội Mỹ, không quân Mỹ, bay từ Hawaii đến California, chở theo một cái hòm. Trong cái hòm đó có 81 bộ hài cốt của nghĩa là chiến sĩ nhảy dù thuộc đại đội 72 tiểu đoàn 7 vào ngày 11 tháng 12 năm 1965 bị nạn. Trên màn hình quý vị đó là ông đại tá Gino Castagnetti bên tay phải, cùng với một binh sĩ Mỹ khiêng cái gọi là cái quan tài đó, trong đó có 81 bộ hài cốt của những người chiến sĩ binh chủng nhảy dù. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.